dặm ngàn sóng gió, biết sao làm vui dân thân nơi bước đời. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thường xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hãy đừng sẽ khó gặp nhau. Đang lên trên cao bây giờ hạ xuống thấp. Đau mông quá. Thành ra là đi này là tí nữa anh em ra kia là bắt phở đêm hay nghỉ đói rồi về đấy. Điên sáng mai về nhà thế để về mở loa thế. 500 cây có ít đâu nhỉ? Ít đâu đêm đấy. Không lưu luyến. Đáng nghe còn tiền thì lắm lại bây giờ lại hay loa hết rồi như tiền đâu nữa. Bán cái gì nữa? Mất to triệu tiền ngủ. Mất tiền ngủ triệu mấy trăm nữa thôi. Đang bảo tối nay là anh em mà không bia hơi thì ngủ này à? Cùng bia hơi cũng được. Tối nay em tối cùng anh em còn ngon được chút bia hơi nào. Bia hơi đến nơi sang đây luôn. Em mời ra thì phải đây luôn. Sáng giờ đây. Còn bây giờ là mình về. Anh ạ, à, đây quán bia hơi mới mở ngon lắm. Chờ lại anh em. Bây giờ mới phải ở lại đêm đứng lại đứng bia hơi. Uống về ông chạy về thì chết à? Về đi xe ô tô về. Không uống. Dây nguồn của đây. Dạ. Xăng đây là mất mấy triệu. Xe này phải mất 4-5 triệu tiền xăng. Được rồi, ăn xăng đi. Máy này chắc 12 mấy. 6 xe lanh. 6 đời cổ nữa là ăn xăng đâu. Nhưng mà mình làm ra thì... Tôi có pin. Mình không làm gì đâu. Mở cửa đi. Không phải anh mở ra.
Ai mà anh mở ra. Được chưa? Rồi. Nhấc lên trên cao được không? Nhấc lên trên cao được không? Đi đâu? Đúng. Đi kia thoải mái rồi. Này thì... Ở Khánh, xem nhấc hẳn trên cái quả loa này lên trên cao ấy. Đấy, đặt hẳn lên trên cái chỗ hốc lốp ấy. Vậy đóng được cửa không anh? Đóng được. Rồi, ok, đấy.